Thưa quý vị, buổi trò chuyện chat với doanh nhân du lịch ngày hôm nay nằm trong loạt nội dung họ sống thế nào trong đại dịch do Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp thị phối hợp thực hiện. Trước tiên, thay mặt những người làm chương trình, tôi xin cảm ơn bà Trương Bích Dung và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch quốc tế Đa Na của bà đã đăng ký là thành viên của chương trình sáng kiến điểm đến an toàn của chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn quý bạn đọc đang theo dõi chương trình chat với doanh nhân du lịch của chúng tôi ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chúng tôi xin được phép kết nối với bà Trương Bích Dung để bắt đầu buổi trò chuyện. Thưa bà Dung, như bà cũng biết, dịch COVID-19 đã khiến hoạt động du lịch trên thế giới và trong nước bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Cách đây chưa lâu, Tòa soạn Sài Gòn Tiếp thị và chương trình sáng kiến điểm đến an toàn của chúng tôi có nhận được thông tin của bà chia sẻ trong chương trình du lịch giữa mùa dịch. Với cái đại ý rằng là bà đã có cái ý định là sẽ bỏ nghề, rời bỏ thị trường du lịch hơn 22 năm gắn bó, nhưng có lẽ duyên nợ với nghề du lịch vẫn chưa dứt với bà. Thì xin bà nói rõ hơn về những cái duyên nợ ấy được không ạ? Xin chào Đài báo Kinh tế Sài Gòn cũng như chương trình điểm đến an toàn của tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Thì rất cảm ơn hôm nay chương trình đã cho Dung cũng như công ty và quốc tế Dana có cơ hội để ngồi đây để chia sẻ về những cái duyên nợ với nghề này. Thì nói về cái duyên nợ thì nó cũng hơi dài, tại vì Dung thì cũng đã làm nghề du lịch từ năm 1999. Vừa trong thời gian dịch vừa rồi, anh em trong ngành du lịch ai trong ai cũng hoang mang, tâm tư bỏ nghề rồi thì cũng nhiều, rồi chuyển nghề cũng nhiều, thì mình cũng không khỏi trong số đó. Nên vừa rồi thì cũng có chia sẻ trên cái status trên Facebook cá nhân, thì cũng nói về cái tâm tư đó, thì cũng muốn cái khá là cũng cái hướng chuyển vào một cái nghề nào đó. Cái tình hình du lịch này thì không biết tới khi nào mới quay lại bình thường. Thì tuy nhiên rằng là nói là mình sẽ bỏ, nhưng mà khi đi tới cái quyết định bỏ thì nó lại càng kiểu như là vương vấn nhiều hơn. Thì cứ suy nghĩ rồi làm thế nào sau bao nhiêu năm này kia mình lại bỏ, rồi suy nghĩ du lịch hết dịch thì du lịch sẽ như thế nào, sẽ tùm lum đủ thứ suy nghĩ. Thì xong trong đó thì có người em đang là chuẩn bị làm cái tổ chức cái giải chạy Lâm Đồng Trail tháng 11 sắp tới, nên em đã có gọi để chia sẻ về cái giải và cũng như là đề nghị cái hợp tác cùng với em đó để tổ chức giải, nghĩa là em đó sẽ tổ chức các sự kiện của giải, thì bên Dung sẽ phụ trách cái phần hậu cần từ ăn ở đi lại cho vận động viên mà có tham gia chương trình trên đó. Nên cũng thấy cái thời điểm này về cái du lịch và về sức khỏe đó, chạy bộ hay đạp xe mọi người cũng đang phát động khá nhiều, nên cũng hứng thú, bản thân cũng có tham gia đạp xe thời gian gần đây, nên là đồng ý tham gia với em ấy cái chương trình này. Thành ra là để nói là dứt thì chưa dứt được thì thôi làm với cái giải này thì xong mình cũng sẽ suy nghĩ những cái hướng sắp tới sẽ làm như thế nào nữa. Vâng, thì không biết là từ khi dịch COVID xuất hiện đến nay thì công ty của bà đã hoạt động như thế nào, thưa bà? Thì từ tháng 2 năm 2020 là bắt đầu dịch bùng. Thì thời điểm đó thì các công ty mà đang tổ chức các tour đi nước ngoài cũng đã chuẩn bị chương trình sản phẩm vé máy bay các thứ. Thì Dung, thế mạnh của mình Dung là bán tour đi Nhật. Thì thường tháng 3, tháng 4 là điểm mùa Sakura để mà khách đi Nhật. Thì lúc đó mọi thứ đã chuẩn bị rồi, bán khách cũng có, đặt cọc cũng có, các thứ cũng có hết. Thì dịch bùng cái thì mọi thứ cũng hủy hết. Thì anh em du lịch trong đó cũng nói với nhau là bản thân Dung cũng hồi xưa cũng trải qua thời gian sắp mấy tháng, nên cũng như động viên anh em nó thôi chứ không sao đâu, chừng vài tháng thôi, sau mùa hè là mình sẽ bán được lại, mình chỉ mất mùa hoa anh đào thôi. Thì tới nay thì dịch cũng gần năm rưỡi rồi, thì vẫn chưa có gì chuyển biến tốt, nên là cũng trong cái chung của ngành thì khi nào mà dịch êm êm thì khách yêu cầu đi thì mình làm liền cho đi.
rồi khi nào dịch bùng lên thì lại ngưng. Như hiện tại cũng vậy, 2 tháng này ở Sài Gòn tình hình như vậy thì cũng nâng thêm không không được gì tới. Thì thời gian đầu thì tháng tư năm ngoái thì sau khi hết giãn cách thì bắt đầu mọi người đi du lịch trở lại. Thời điểm đó thì các công ty ra các combo vé máy bay với lại khách sạn hoặc là các resort nghỉ dưỡng, thì tháng 6 tháng 7 năm 2020 mình cũng tham gia và bán các combo đó. Cuối tháng 7 Đà Nẵng lại bùng phát thì lại ngưng. Nhưng xong tháng 9 năm ngoái thì em lại nó bắt đầu những khách cũ liên hệ lại muốn đi Hà Giang, muốn đi Mộc Châu, thì tại điểm đó mình cũng làm tiếp mấy chương trình đó cho khách. Rồi Tết, Tết một số cũng đã đăng ký sẵn rồi, xong lên tới bây giờ là vẫn giờ này chưa thực hiện. Rồi tháng 3 vừa rồi thì bắt đầu em để bắt đầu lại những quen, rồi những bạn bè quen muốn đi trải nghiệm thiên nhiên về rừng cắm trại các kiểu để cho con họ đi trải nghiệm về rừng thiên nhiên gì đó, thì cũng tranh thủ làm được trong tháng 4. Tới bắt đầu lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì cũng có tour xong rồi tới nay như Thưa bà, thì cũng như lúc nãy có chia sẻ là trên cái trong cái chương trình du lịch giữa mùa dịch thì bà có chia sẻ về những cái nó liên quan tới cái xu hướng, cái nhu cầu, cái mức chi tiêu của khách du lịch sau dịch đó, thì không biết rằng là bà có thể chia sẻ rõ thêm hơn về cái vấn đề đó được không ạ? với bản thân mình và những khách mà khách quen xưa giờ đi á, thì cái tâm lý là mọi người cũng cuồng chân, những khi dịch mà mất là sẵn sàng đi liền, nên là cái nhu cầu thì vẫn có, và cái chi tiêu, cái xu hướng chi tiêu cho du lịch sau dịch đó, thì tới bây giờ thì tình hình là dịch ảnh hưởng đến kinh tế, tới túi tiền của mọi người cũng khá nhiều, nên sau dịch đi thì như vậy là vẫn có đi. Tuy nhiên họ sẽ mong muốn chọn được những cái dịch vụ sản phẩm du lịch nào và cái giá cả phù hợp với túi tiền, cộng với những người mà có thu nhập kha khá một tí thì họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền để đi trải nghiệm những cái dịch vụ đẳng cấp 5 sao này kia với cái giá rẻ hơn hồi xưa. Ví dụ như cái khách sạn Intercontinental ở Đà Nẵng đi, thì thời gian vừa qua họ có cái khuyến mãi, ví dụ trước đây là tiền phòng của họ là bán khoảng 600 đô một đêm, thì bây giờ thời gian này rồi họ bán chưa tới 7 triệu thì cũng khá đông. Và cũng như cái khách sạn Everton Anna ở ngoài Linh Vân Bay á, thì hồi trước nó cũng giá cũng 20 triệu trở lên, vừa rồi thì họ cũng bán chưa tới 8 triệu. Thì thấy được tháng 3, tháng 4 vừa rồi thì gọi tới ngày nào hầu như họ cũng full phòng, nên Dung nghĩ là cái nhu cầu du lịch vẫn có, và những người có tiền sẽ sẵn sàng bỏ tiền để trải nghiệm cái dịch vụ xem ở Việt Nam. Nên là Dung nghĩ cái xu hướng sau dịch thì họ vẫn còn những cái này, miễn là mình có được những cái sản phẩm mà giá tốt thì họ sẵn sàng trải nghiệm. Đồng thời đó thì cái hướng mà chi tiêu á, thì trước đây ví dụ như khi đi du lịch hay mua sắm thế này thế kia thoải mái, thì là người ta có tâm lý là thôi mình đi sẽ không có phải cân đo gì số tiền mình bỏ ra để mua. Nhưng mà sau dịch này thì Dung đang có cái suy nghĩ rằng là họ sẽ hạn chế vào những cái khoản chi tiêu không cần thiết, mua sắm những thứ mà có thể về không xài thì họ sẽ không mua nữa, nhưng mà có thể họ vẫn sẽ mua những cái sản phẩm mà bổ sung cho sức khỏe hay kia, vẫn mua không không nhiều như trước nữa, nhưng thì nó xuống là vậy Vâng. về sản phẩm. Vâng, như vậy thì chắc chắn rằng là bà đã có những cái định hướng sản phẩm sắp tới cho doanh nghiệp của mình, phải không ạ? Hiện tại thì cũng có một số cái định hướng cho sản phẩm của mình, thì Dung vẫn đang chú trọng cái hướng đầu tiên là về giá, thì sẽ ra những cái gói combo nghỉ dưỡng, khách sạn, vé máy bay, resort gì đó cho được những cái giá tốt để phục vụ tiền những người mà sẵn sàng bỏ tiền để đi nghỉ dưỡng thoải mái, relax để với cái cuồng chân sau dịch. Cái hai á, thì Dung hướng những cái sản phẩm hướng về cái tour hướng về thiên nhiên, những nơi hoang sơ. Ví dụ Việt Nam mình thì như Hà Giang hay một số nơi họ còn rất là thiên nhiên, nhiều người cũng có xu hướng tới đó, Cao Bằng, các cái vùng miền Bắc, hoặc là những nơi trên Lâm Đồng, Đà Lạt,
thì những cái hướng mà về thiên nhiên cắm trại gì đó thì Dung cũng đang định hướng về những cái sản phẩm bên phía đó. Và cái thứ ba thì Dung đang chú trọng vào cái du lịch homestay. Thì theo thời gian vừa qua tìm hiểu thì những người trẻ hoặc những gia đình họ sẽ thích đến những cái điểm như thế này để nghỉ ngơi, cộng với là họ sẽ được dùng những cái rau củ quả mà nơi cái nông trại đó sản xuất ra, và họ tin rằng những nơi đó sẽ đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe, về mặt thức ăn được đưa lên vào người. Thì em cũng đang tham gia cái điểm đó. Rồi cái tiếp nữa thì em nghĩ thêm cái sản phẩm về cái trải nghiệm cho các trẻ. Trẻ thì cũng không phải là trẻ lắm, từ dặn mấy bạn sinh 2, 3 đó. Cái định hướng như vừa rồi em cũng làm cho các em này, của phụ huynh đây thì họ vẫn có những cái nhu cầu là cho con họ đi trải nghiệm cái thiên nhiên thực tế, đồng thời qua đó có những bài học về gì cho con họ. Mình có thể tổ chức kèm cùng những cái kỹ năng đồng đội về nhóm hoặc về những kỹ năng về tương tác. Thì họ rất thích cái dạng đó, nhưng cũng làm vừa qua và được phản ứng rất là tốt, nên cũng sẽ triển khai cái đó tiếp theo. Và cái cuối cùng thì em cũng đẩy cái sản phẩm về sức khỏe, ví dụ như kết khi kết hợp có thể về thiên nhiên, đạp xe đạp một đoạn nào đó cộng với là về thiên nhiên mà mình tập thiền yoga, có sự hướng dẫn người hướng dẫn chuyên môn, thì dần làm dạng lại cái cân bằng tâm lý cho những người mà như bản thân Dung đây, thì thời gian dịch nó có những cái ví dụ stress chẳng hạn như thế nào, muốn vào cái chương trình đó để cân bằng lại chính mình để tiếp tục quay về cái vâng, là một trong những thành viên của sáng kiến điểm đến an toàn, bà có đề xuất hoặc là kiến nghị gì để giúp cho du lịch Việt Nam sớm hồi phục lại sau dịch và khách du lịch có thể cảm thấy an tâm hơn khi đi du lịch? Theo chị thì chị đang có hai ấy, thì cái thứ nhất là vẫn là cái giá cả. Như nãy em nói, nhu cầu em định vẫn có. Tuy nhiên là nếu mà bỏ số tiền nhiều thì người ta sẽ hạn chế tiêu dư chi tiêu. Nhưng với cái mức dịch vụ đó nhưng mà giá cả tốt hơn thì họ sẽ đi, cũng như là mình cũng thử để trải nghiệm vậy đó. Thì nên là cái hướng mà những cái khách sạn sọc cho được cái giá tốt thì chắc chắn là những người dân sẽ đi du lịch. Đi du lịch cái tính cá nhân, gia đình nhiều. Và cái thứ hai á, để mà an toàn thì theo du lịch, ví dụ như một nơi nào đó thử nghiệm tiêm hết vaccine và điểm nơi nơi đó mà cái vaccine đó miễn dịch tốt thì người ta sẽ đến cái điểm đó để người ta đi lịch, và người ta cảm thấy là tới điểm đó sẽ được toàn, ví dụ như đang nghe là Quảng Ninh hay Phú Quốc đang thử nghiệm cái dụng mà du lịch vaccine, thì nếu được ví dụ như cái vùng đó mà thì tiêm hết thì cái giai đoạn rồi cộng với cái điểm nó hấp dẫn, có điểm check in, có điểm nghỉ dưỡng này kia, cái đoạn thì Dung nghĩ là đang sẽ sẵn sàng tới những điểm đã được an toàn như vậy. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ về hoạch định chiến lược cũng như là định hướng sản phẩm sắp tới của Dana International Travel, cũng như những cái đề xuất sáng kiến của bà với mong muốn du lịch Việt Nam sẽ là điểm đến an toàn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Xin chúc bà và công ty dồi dào sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi chương trình Chat với doanh nhân du lịch thuộc chương trình Họ sống thế nào trong đại dịch. Xin quý vị đón xem buổi trò chuyện sau của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.